Xin chào các bác. Trong video trước, khi tham quan MiG-21 trong bảo tàng phòng không không quân, mình có mô tả về hai thiết bị kỳ lạ dưới bụng chiếc MiG-21. Đó là rocket trợ lực SPRD-99 và tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar bán chủ động K5. Hôm nay mình sẽ mô tả chi tiết hơn về cách thức sử dụng hai thiết bị này trên MiG-21 bằng cách sử dụng game mô phỏng DCS World. Ở đây mình đang có chiếc MiG-21 mang số hiệu 5121 như trong bảo tàng luôn. Và các trang bị mà nó mang theo cũng giống như chiếc MiG-21 trong bảo tàng. Đó là hai tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại và hai tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động K5. Ngoài ra, chiếc MiG-21 này cũng được trang bị bình dầu phụ và hai động cơ trợ lực SPRD-99. Trò chơi này không có tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại K13 hay còn gọi là R3S. Mình sử dụng phiên bản tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại tiên tiến hơn là R13. Đây là bên trong buồng lái của chiếc MiG-21. Chiếc MiG-21 này đã được thực hiện đủ thao tác để chuẩn bị cất cánh. Bây giờ mình sẽ bật công tắc điện của hai động cơ SPRD-99. Đèn màu xanh ở đây báo hiệu hệ thống SPRD-99 đã sẵn sàng. Còn đây là cần gạt nâng hạ hệ thống bánh đáp của máy bay MiG-21. Có một chốt an toàn để tránh phi công gạt nhầm khi máy bay còn ở trên đường băng. Đây là công tắc của hệ thống SPRD-99. Thực ra, phi công không cần nhấn nút này để khởi động rocket đẩy phụ. Theo thiết kế, hệ thống SPRD-99 sẽ tự khởi động khi máy bay đạt được vận tốc khoảng 120 đến 150 km trên đường băng. Bây giờ mình sẽ cho MiG-21 cất cánh. Rocket trợ lực đã được kích hoạt. Chiếc MiG-21 đã cất cánh bay lên. Sau khi máy bay đã cất cánh, phi công có thể vứt bỏ hệ thống SPRD-99 để giảm lực cản cho máy bay. Tất nhiên phải chọn chỗ nào hoang vắng mà vứt. Tùng rơi xuống đầu dân thì toi. Mình đang bay bằng, lấy vận tốc để chuẩn bị leo cao. Đây là đồng hồ đo vận tốc của MiG-21 nhé. Bắt đầu leo cao. MiG-21 có vận tốc leo cao khá tốt. Để thử nghiệm việc sử dụng tên lửa dẫn đường bằng radar của MiG-21, mình đã chuẩn bị hai mục tiêu bay là hai máy bay vận tải. Đây là màn hình hiển thị của hệ thống radar của MiG-21. Còn đây là công tắc bật tắt radar. Mình sẽ bật radar. Đó, màn hình radar đã sáng lên. Radar đã quét được hai mục tiêu máy bay. Màn hình của radar trong như thế này là radar đang hoạt động trong điều kiện lý tưởng. Nếu bị gây nhiễu, cả màn hình sẽ trắng xóa, không phân biệt được đâu là mục tiêu. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị khóa mục tiêu bằng radar. Để khóa mục tiêu, mình phải dùng vòng xoay trên cần ga để điều chỉnh hệ thống TDC của radar. Canh sao cho mục tiêu lọt vào giữa hai thanh ngang trên màn hình hiển thị của radar. Sau đó giữ nút khóa mục tiêu trên cần điều khiển. Còn đây là nút khai hỏa tên lửa trên cần điều khiển. Radar đã khóa được mục tiêu. Đây là công tắc chuyển đổi giữa chế độ đối đất và đối không. Còn đây là công tắc chuyển đổi sử dụng vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại và dẫn đường bằng radar. Công tắc xoay này sẽ chọn giá treo vũ khí sẽ khai hỏa trước.
Bây giờ mình sẽ lái máy bay canh sao cho mục tiêu nằm vào giữa màn hình hiển thị của radar. Tên lửa K5 tuy được dẫn đường bằng radar, nhưng đây không phải là một tên lửa ngoài tầm nhìn. Tầm bắn hiệu quả của nó chỉ khoảng 2-6 km. Mục tiêu đã bay vào tầm bắn hiệu quả. Khai hỏa tên lửa. Tên lửa đã trúng đích. Tên lửa thứ hai cũng trúng đích. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Bây giờ mình sẽ vòng lại và tấn công mục tiêu thứ hai bằng tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại. Đã thấy máy bay mục tiêu. Việc tấn công mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đưa mục tiêu vào vùng tâm của màn hình hiển thị, đầu dò hồng ngoại của tên lửa sẽ tự động khóa mục tiêu và báo bằng âm thanh cho phi công là tên lửa đã sẵn sàng để phóng. Tên lửa đã trúng đích. Mình sẽ bắn nốt tên lửa cuối cùng. Lên đạn hệ thống pháo của máy bay. Phòng khi cần phải bồi thêm. Máy bay mục tiêu đã bốc cháy và lao xuống. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tắt radar của MiG-21. Radar của MiG-21 được khuyến cáo chỉ bật khi cần và không bật liên tục quá 25 phút để tránh hỏng radar. Thực ra MiG-21 chỉ hoạt động hiệu quả nếu có sự dẫn đường tốt từ phía mặt đất. Bình dầu phụ này thường được vứt bỏ trước khi tham chiến. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.